Chào tất cả các bạn đọc của Alo Bác sĩ. Tôi là bác sĩ Phan Văn Ngọc, bác sĩ chuyên khoa về răng mặt. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về cái việc vệ sinh răng miệng ở một số trường hợp đặc biệt. Đó là cái đặc biệt nhất, đó là các cái bạn niềng răng. Các bạn niềng răng ngày thường có các cái vấn đề như là đó là khó vệ sinh răng miệng, hay bị viêm nướu, hay bị hôi miệng. Vậy thì chúng ta cần giải quyết những cái đó như thế nào? Đầu tiên là cái việc vệ sinh răng miệng của cái người niềng răng thì cũng giống như là vệ sinh răng miệng của người bình thường, là chúng ta phải thực hiện 4 bước giống như clip hôm trước tôi có chia sẻ. Cái đầu tiên đó là chúng ta đánh răng. Cái thứ hai là chúng ta dùng chỉ nha khoa hoặc dùng máy tăm nước. Cái thứ ba nữa đó là chúng ta có thể là chải lưỡi. Cái thứ tư đó là chúng ta dùng nước súc miệng. Tuy nhiên là đối với người mà niềng răng thì có một số cái điểm đặc biệt khác, đó là vệ sinh răng miệng khó hơn. Tuy nhiên bây giờ để làm sao mà có thể là chúng ta thực hiện cái đó một dễ dàng thì tôi sẽ xin chia sẻ một số cái vấn đề vệ sinh răng miệng ở người niềng răng như thế này. Cái đầu tiên là việc lựa chọn bàn chải đánh răng của người niềng răng như thế nào. Thì khác với người bình thường thì chúng ta cần lựa chọn bàn chải đánh răng đó. Có một số bàn chải đánh răng là sản xuất riêng cho cái người mà niềng răng. Ví dụ như là như bàn chải này, đó là chúng ta phải thấy đó là nó không có đều với lớp bàn chải và ở giữa nó có lõm vào. Cái này là cái bàn chải dành cho người niềng răng. Cái phần giữa đó là cái mắc cài, nó có thể đi vào một cách dễ dàng. Cái thứ hai nữa là đó là chúng ta có thể là dùng cái bàn chải kẽ. Bàn chải kẽ đây thì chúng ta sẽ lấy sạch các kẽ răng. Hoặc cái thứ ba là chúng ta có thể sử dụng đó là bàn chải điện. Bàn chải điện thì cũng rất là tốt. Hoặc nếu như chúng ta mà vệ sinh răng miệng đúng thì chúng ta có thể là sử dụng cái bàn chải giống như người thông thường thôi. Tuy nhiên cái động tác là nó phải đúng thì chúng ta mới làm sạch được cái thức ăn rắt ở trong các cái mắc cài. Thứ hai là cái việc lựa chọn kem đánh răng cho cái người niềng răng có gì khác không? Thì việc lựa chọn kem đánh răng cho người niềng răng thì chúng ta nên lưu ý được là chúng ta nên chọn kem đánh răng có chứa clor, có tính diệt khuẩn để đảm bảo cái việc là chúng ta vệ sinh răng miệng nó được tốt hơn. Cái thứ ba đó là chúng ta việc lựa chọn cái chỉ nha khoa hay là tăm chỉ như thế nào. Hôm trước tôi có đưa ra cái việc đó là chúng ta sử dụng cái tăm chỉ. Cái tăm chỉ đối với cái người niềng răng thì rất là khó, tại vì là nó có cái dây cung bên giữa chúng ta khó sử dụng. Mà đối với cái người niềng răng chúng ta nên dùng cái chỉ nha khoa. Chỉ nha khoa như thế này. Đó, chỉ nha khoa như thế này. Đó, chúng ta tháo ra, chúng ta mới là đi vào được kẽ răng được. Hoặc là bây giờ chúng ta hiện đại hơn thì chúng ta có thể sử dụng đó là cái máy tăm nước. Máy tăm nước mà xịt vào các kẽ răng thì nó cũng sạch các cái mảnh vụn của cái thức ăn trong cái kẽ răng. Và bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cụ thể cái thao tác như thế nào đối với người niềng răng. Đây, ví dụ như đây là một trường hợp mà người niềng răng ở mặt mắc cài mặt ngoài. Thì cái bàn chải tôi sử dụng ở đây là bàn chải dành riêng cho cái người niềng răng. Hoặc có thể là người thông thường thì bàn chải thông thường thì cũng động tác cũng như vậy thôi. Cái này chia làm hai phần, đó là cái phần trên cái mắc cài và dưới mắc cài thì chúng ta cũng phải đánh sạch. Với động tác thì vẫn là đúng là chúng ta động tác đó là động tác là xoay tròn, hoặc là động tác là chúng ta đánh dọc từ thân răng. Đó. Mặt trong cũng vậy ha. Đây, những răng trong. Và đến cái mặt trong thì chúng ta vẫn ngửa bàn chải ha. Ngửa bàn chải chúng ta đánh ha. Đây. Đối mặt nhai ha, mặt nhai đây. Đấy. Còn đối hàm răng trên cũng như vậy ha. Đây là mặt trong, chúng ta thực hiện như thế này. Đó, đây. Thứ hai để đến cái việc đó là cái động tác mà dùng chỉ nha khoa ở trong cái các bạn niềng răng thì nó khó hơn tại vì là chúng ta đưa vào rất là khó. Thì chúng ta sử dụng như thế nào? Thì lúc nãy có nói rồi là chúng ta nên dùng chỉ này ha. Còn tại vì dùng cái chỉ như tăm chỉ thế này này thì không thể đưa vào được. Ví dụ như thế này, tôi đưa cho các bạn động tác này nhé. Nó sẽ bị vướng vào dây cung, chúng ta không đưa xuống được. Mà chúng ta sử dụng đó là chúng ta sử dụng cái
cái loại chỉ nha khoa này. Và bây giờ chúng ta đưa vào như thế nào? Nếu như mình mà đưa thẳng như thế này ha, thì nó cũng vướng cái mắc cài, vướng cái mắc cài đây. Và bây giờ chúng ta phải luồn, chúng ta phải luồn vào. Ví dụ thế này ha. Ta dùng bàn chải kẽ nhé. Thời gian niềng răng của chúng ta thường là rất là dài, và kéo dài thì ít nhất là 1 năm, có trường hợp là 2-3 năm. Do vậy là cái việc vệ sinh răng miệng là rất là quan trọng. Để đảm bảo đó thì chúng ta cần một số những cái lưu ý trong cái việc vệ sinh răng miệng, những đánh răng vừa rồi tôi giới thiệu. Thứ hai nữa là chúng ta cũng cần phải lựa chọn, ví dụ như chúng ta ăn thức ăn gì, thức ăn chúng ta thứ nhất là thức ăn nhiều canxi này, là thức ăn mềm này, chúng ta không ăn thức ăn cứng này, và thức ăn đó là chúng ta ít nhiễm màu lại để tránh cái tình trạng đó là răng nó độ răng nó bị nhiễm màu nhiều và chúng ta phải đánh răng nhiều. Và chúng ta đánh răng sai nữa thì dẫn đến cái tình trạng là sau khi niềng răng chúng ta không có bị sâu răng, và răng chúng ta vẫn đảm bảo là sau khi niềng răng chúng ta vừa đẹp lại vừa khỏe. Trên đây là một số cái hướng dẫn của tôi dành riêng cho tất cả các bạn đang niềng răng và sắp tới đang có ý định niềng răng. Tôi hy vọng là một cái những cái kiến thức nhỏ và cơ bản đó sẽ giúp cho các bạn là đảm bảo cái việc đánh răng đúng và đủ để là chúng ta là sẽ có một hàm răng là chắc, khỏe và đẹp nữa. Tải ngay ứng dụng Alo Bác Sĩ để đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa 1 Phan Bá Ngọc. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.